Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Pháp luật và Xã hội của tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt ngày 7 tháng 4 trên mạng xã hội YouTube. Bản tin ngày hôm nay mở đầu bằng một tin vui dành cho các chủ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Cụ thể, Hà Nội cho phép những cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ karaoke, quán bar, massage, trò chơi điện tử và internet mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 8 tháng 4, nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh như ho, sốt, khó thở, mất vị giác, không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động ở các địa điểm trên, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện bãi chứa vật liệu xây dựng chứa hàng vạn mét khối cát đen không rõ nguồn gốc nằm sát sông Hồng. Bãi tập kết thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Hoàng Gia do ông Hoàng Văn Huynh sinh năm 1968 ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội làm giám đốc. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Huynh cho biết hơn 11.389 mét khối cát đen được công ty thu mua trôi nổi từ các tàu cát trên sông không có hóa đơn chứng từ, sau đó tập kết về bãi vật liệu xây dựng của công ty bán lại kiếm lời. Tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản kiểm tra, biên bản tạm giữ hàng hóa, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định xét xử Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Hoàng Gia theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết từ 15 đến 30% một tháng. Thời gian đầu các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó chúng sẽ tư vấn con mồi nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khóa tài khoản không cho rút tiền. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch ngoại hối Forex. Do đó mọi hình thức tổ chức kinh doanh giao dịch sàn Forex là vi phạm quy định của pháp luật. Đặc biệt, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch Forex do nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Pháp luật và Xã hội của tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt ở trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.